Bé Châu, từ quá khứ huy hoàng đến ca sĩ ế xô, 20 tuổi đã gánh vác kinh tế gia đình. Cuộc sống của bé Châu, thần đồng âm nhạc một thời, hiện tại đã có rất nhiều thay đổi. Người yêu nhạc Việt những năm 2004-2005 hẳn vẫn chưa quên cái tên bé Châu Nguyễn Huy, giọng ca nhí từng được mệnh danh thần đồng âm nhạc. Hình ảnh cậu bé 5 tuổi biết hát và nhảy y hệt các ngôi sao đình đám thời bấy giờ khiến nhiều fan thích thú. Bé Châu từng được yêu mến nhờ gương mặt đáng yêu và vẻ ngoài nhí nhảnh. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống ca hát cải lương, cậu bé bén duyên nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ và trở thành trụ cột kinh tế của gia đình khi mới 6 tuổi. Bên cạnh âm nhạc, bé Châu còn có thể diễn xuất trong các tiểu phẩm hài và được hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương. Sau khi độ hot dần giảm nhiệt, cộng với việc phải tập trung học văn hóa, ngôi sao nhí dần hạn chế các hoạt động âm nhạc và chỉ thỉnh thoảng đi diễn sự kiện hoặc hội chợ để có thêm thu nhập. Sau 15 năm, cuộc sống của thần đồng âm nhạc ngày nào đã có nhiều thay đổi bất ngờ. Không còn là bé Châu lanh lợi và hoạt bát trước đây, cậu thanh niên Nguyễn Huy của hiện tại gây ấn tượng với vẻ ngoài hiền lành ít nói và mang trong mình nhiều trăn trở về sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Hy vọng tìm lại một phần của ánh hào quang trong quá khứ, Nguyễn Huy tham gia nhiều game show thực tế, nhưng vẫn không được chú ý. Giọng ca sinh năm 1997 rơi vào tình trạng ế xô và không còn được nhiều khán giả biết đến. Hiện tôi cần tiền để trang trải cuộc sống, vì vậy ai mời đi diễn tôi đều nhận lời, Nguyễn Huy chia sẻ. Bố mẹ đã già yếu nên nỗi lo cơm áo cho cả gia đình một lần nữa đè nặng lên vai thần đồng âm nhạc một thời. Dù sự nghiệp không còn thuận lợi, nhưng Nguyễn Huy vẫn giữ được tính cách vui vẻ và tâm trạng lạc quan. Anh chàng vẫn thường xuyên giao lưu cùng fan trên trang cá nhân. Tuy đã ra một số sản phẩm âm nhạc trong ngày trở lại, nhưng cái tên Nguyễn Huy vẫn còn lu mờ trong lòng khán giả. Từng có cơ hội làm việc chung với nhiều tên tuổi trong làng hài, tuy nhiên nam ca sĩ lại không thích nhờ vả vì tính cách ngại va chạm. Nhiều người không khỏi tiếc nuối cho một tài năng trẻ từng làm mưa làm gió một thời. Sự thật, Công an phường 10 từ chối giúp đỡ nhóm hiệp sĩ bị đâm thương vong. Đại diện Công an phường 10 quận 3 lên tiếng sau nghi án công an từ chối giúp đỡ nhóm hiệp sĩ Tân Bình bị băng cướp tấn công khiến hai người tử vong. Ngày 14 tháng 5, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, đại diện Công an phường 10 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có chuyện công an phường này từ chối khi nhận được cầu cứu giúp đỡ của người dân về vụ nhóm hiệp sĩ Tân Bình bị băng trộm đâm thương vong. Đêm 13 tháng 5, nhóm hiệp sĩ Tân Bình tuần tra thì phát hiện nhóm thanh niên có biểu hiện khả nghi nên theo dõi. Khoảng 20 giờ 30, các đối tượng trộm xe SH tại một cửa hàng trên đường Cách Mạng tháng 8, phường 10 quận 3 thì bị nhóm hiệp sĩ phát hiện nên bỏ chạy thoát thân. Truy đuổi vài trăm mét, nhóm hiệp sĩ tiếp cận được nhóm đối tượng. Quá trình vây bắt anh Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi, thành viên trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình, bị đâm tử vong, một số người khác bị thương. Theo nhân chứng tại hiện trường, điểm xảy ra vụ việc có người chạy đến, chốt trực gác có công an đang làm nhiệm vụ tại nghĩa trang Hồi giáo, số 360C Cách Mạng tháng 8 quận 3, gần hiện trường vụ án nhờ hỗ trợ nhưng bị từ chối. Đáng nói, cán bộ ở đây còn yêu cầu người dân đến phường khác trình báo vì vụ án xảy ra ở phường khác. Đại diện Công an phường 10 khẳng định tối 13 tháng 5, khi xảy ra vụ việc thì có người chạy đến khu vực nghĩa trang Hồi giáo nhờ hỗ trợ các nhóm hiệp sĩ bị nhóm trộm tấn công. Tuy nhiên, thời điểm đó chỉ có cán bộ công an và tổ dân phố làm nhiệm vụ canh gác nghĩa trang, không phải trụ sở chính của Công an phường 10. Nghĩa trang này đang nằm trong diện giải tỏa mặt bằng của thành phố nên Công an quận 3 cử cán bộ công an quận và tổ dân phố đến canh giữ. Do không thể tự tiện rời bỏ mục tiêu nên cán bộ công an quận có yêu cầu tổ dân phố đưa người dân đến trụ công an phường 10 trình báo. Trụ sở công an gần hiện trường nên khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an lập tức đến phong tỏa hiện trường, phối hợp với công an quận 3 và công an thành phố điều tra, truy bắt hung thủ, đại diện công an phường 10 nói. Cũng theo cán bộ này, hiện công an phường đang phối hợp với công an quận 3 và phường nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh truy bắt nhóm đối tượng đâm hai hiệp sĩ. Sáng 14 tháng 5, lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã quyết định tung lực lượng trinh sát dày dặn kinh nghiệm tham gia điều tra phá án vụ hai hiệp sĩ bị băng trộm đâm chết ở đường Cách Mạng tháng 8 quận 3. Nguồn tin xác nhận lúc 20 giờ 30 ngày 13 tháng 5, nhóm hiệp sĩ SBC quận Tân Bình gồm 7 thành viên đi trên 4 xe máy phát hiện hai thanh niên đi xe Exciter có biểu hiện bất chính nên bám theo. Khi đến trước một cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng tháng 8, phường 10 quận 3, nam thanh niên ngồi sau nhảy xuống.
Dung Đoản bẻ khóa xe SH. Biển kiểm soát An Giang, nhóm hiệp sĩ đã xông vào bắt hai thanh niên. Do bị vây bắt nên kẻ trộm đã rút dao thủ sẵn tấn công vào nhóm hiệp sĩ. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, hai kẻ trộm đã tăng ga bỏ chạy về hướng vòng xoay ngã 6 Dân Chủ, quận 3 mất dạng. Mặc dù được đồng đội và người dân đưa vào bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu, nhưng do bị đâm vào những vùng trọng yếu trên cơ thể nên anh Nguyễn Văn Thôi sinh năm 1976 và anh Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 1989 đã tử vong. Các hiệp sĩ Trần Văn Hoàng sinh năm 1971, Nguyễn Đức Huy sinh năm 1996 và Đinh Phú Quý sinh 1996 bị thương nặng nên đang được theo dõi. Anh Hoàng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, còn hai anh Huy và Quý được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. Hiện thời sức khỏe ba hiệp sĩ đã qua cơn nguy kịch, diễn biến tốt, các cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ trọng án. Khi được hỏi Duy Mạnh lên tiếng về hiệp sĩ bị đâm ngày hôm qua, mấy ông hiệp sĩ tốt nhất nên đi làm kiếm tiền, khiến dân mạng thán phục. Thành viên nhóm hiệp sĩ đường phố Tân Bình kể giây phút sinh tử truy đuổi nhóm cướp manh động, khiến hai đồng đội của anh thiệt mạng trên phố Sài Gòn. Tối 13 tháng 5, một nhóm hiệp sĩ của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc bắt trộm đã bị nhóm trộm cướp tấn công, đâm chết hai hiệp sĩ trên đường Cách Mạng tháng 8, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Danh tính hai hiệp sĩ tử vong là Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 1989, và Nguyễn Văn Thôi, sinh năm 1976. Đây là hai thành viên trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình, do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm. Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115. Trao đổi với phóng viên anh Vũ, con trai ông Hoàng cho biết, bố anh vừa tiến hành xong ca mổ, hiện ông đã qua cơn nguy kịch, song phải điều trị dài ngày vì vết thương từ nách xuống họng sườn quá sâu. Tôi không nghĩ lần này bố lại bị các đối tượng trộm cắp tấn công hung ác đến vậy. Chúng ra tay nhanh như chớp, khiến mọi người không kịp trở tay. Chỉ thương hai đồng nghiệp của bố bị chúng sát hại không qua khỏi, anh Vũ chia sẻ. Anh Tuyết, thành viên trong nhóm đội hiệp sĩ đường phố Tân Bình, mặc chiếc quần kaki dính đầy máu, người lấm lem, ngồi dựa lưng vào lan can thất thần nhìn xa xăm. Hiệp sĩ Tuyết kể lại giây phút truy bắt, nhóm cướp manh động khiến hai đồng đội anh thiệt mạng. Theo đó, khoảng 20:30 tối 13 tháng 5, nhóm hiệp sĩ Tân Bình truy bắt nhóm trộm cắp từ Bắc Hải, quận 10, cách hiện trường 500m, hướng ra Cách Mạng tháng 8 về vòng xoay Dân Chủ. Khi đi đến đoạn giao giữa Cách Mạng tháng 8 với Tô Hiến Thành, nhóm trộm cắp quay lại. Đến địa chỉ 348C, nhóm này phát hiện chiếc xe Honda SH đang dựng trên vỉa hè. Hai đối tượng đổi tài xế, một người xuống trộm xe SH. Phát hiện sự việc, chúng tôi áp sát đối tượng vào vỉa hè. Chú Hoàng đâm xe thẳng vào đối tượng, chúng ngã xuống. Sau đó, hai đối tượng đã dùng dao ba xếp đâm mọi người. Chúng ra tay rất nhanh, tàn bạo, mọi người không kịp phản ứng, anh Tuyết nói. Cũng theo anh Tuyết, hai tên cướp người cao lớn mập sử dụng vũ khí rất chuyên nghiệp. Thời điểm xảy ra vụ cướp không có người dân vào can ngăn như đồn đoán. Khi chú Hoàng, anh Thôi, Nam và Quý ngã xuống, hai tên cướp bỏ chạy theo hai phía khác nhau. Người dân hô hoán và đưa các thành viên đi bệnh viện, nhưng trên đường anh Thôi và Nam không qua khỏi, anh Tuyết thông tin. Theo một số người thân, anh Thôi là người Bình Định, đang làm lái xe ráp, có cậu con trai 7 tuổi. Anh Nam là người Sài Gòn đã có người yêu, hai người chuẩn bị xây dựng gia đình thì xảy ra sự việc đau lòng. Cách đây ít ngày, anh Thôi và Nam từng chụp chung một bức hình trong dịp sinh nhật của thành viên nhóm hiệp sĩ Tân Bình. Anh Tuyết không ngờ đây là lần cuối cùng hai người ngồi chung với nhau. Tiếp xúc với chúng tôi tại bệnh viện, anh Kiên Hoàng, một thành viên trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình cho biết, anh Thôi và Nam vào nhóm cùng đợt được khoảng 3 năm. Hai người dù công việc rất bận rộn nhưng vẫn luôn đồng hành cùng mọi người bắt cướp. Khi được hỏi về vụ việc trên, ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ lên tiếng. Theo anh nghĩ, mấy anh hiệp sĩ tốt nhất là đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, cướp giật để chính quyền lo. Vì hiệp sĩ tự đứng ra tổ chức bắt cướp, có được luật chính quyền cho phép sử dụng công cụ hỗ trợ hay vũ khí để bắt cướp hoặc tự vệ đâu. Tay không bắt cướp thực sự là quá nguy hiểm. Tự ý dùng vũ khí mà đâm thằng cướp chết vẫn đi tù như thường, mà bị cướp đâm chết chỉ có thiệt. Thằng nào có tài sản không biết giữ mất thì mặc kệ nó, tài sản không quý bằng tính mạng con người, thằng nào mất tài sản thì đi mà báo công an. Khi Duy Mạnh đã lên tiếng thì chỉ có triệu like mà thôi. Những bình luận của cộng đồng đều đồng tình với ý kiến của anh và khen anh nức mũi. MC Quyền Linh đến thắp hương cho hai hiệp sĩ Sài Gòn,
Nhìn tang lễ mà ứa nước mắt, MC Quyền Linh đã lặng lẽ đến thắp hương cho hai hiệp sĩ tại Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh và thăm hỏi gia đình người bị nạn. Trên trang cá nhân cách đây ít giờ, MC Quyền Linh đã chia sẻ hình ảnh khi tới thắp hương và động viên người thân các hiệp sĩ trong buổi trưa 14 tháng 5. Quyền Linh cho biết đã hoãn buổi ghi hình vào buổi sáng cùng ngày để cùng một số người bạn nhà hảo tâm có mặt tại Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh cho kịp viếng hai hiệp sĩ vừa qua đời. Thật là đau lòng, xin chia sẻ mất mát này cùng gia đình, đồng đội các hiệp sĩ. Nhìn con anh thôi mà không cầm được nước mắt. Vĩnh biệt anh Nam và anh thôi, Quyền Linh xúc động. Sau khi viếng hai hiệp sĩ, Quyền Linh cùng các nhà hảo tâm tới bệnh viện thăm hỏi những hiệp sĩ khác tại phòng cấp cứu. Trên trang cá nhân, MC kêu gọi sự giúp đỡ từ những người có lòng hảo tâm đến gia đình các hiệp sĩ gặp nạn. Không chỉ MC Quyền Linh, vào chiều 14 tháng 5, nam ca sĩ Tuấn Hân cũng đưa ra lời vận động bạn bè, người thân và khán giả hỗ trợ người thân các thành viên trong nhóm hiệp sĩ. Anh cho biết, sẽ tổ chức cuộc đến thăm hỏi người nhà của những người bị nạn. Tôi nghe gia đình các nạn nhân đã có một số nguồn hỗ trợ, nhưng tôi nghĩ bao nhiêu cũng là không đủ với sự mất mát mãi mãi của một người cha, Tuấn Hân vận động. Trước đó vào tối 13 tháng 5, các thành viên nhóm hiệp sĩ săn bắt cướp Tân Bình đã phục kích bắt quả tang hai đối tượng trộm xe máy SH trên địa bàn thuộc phường 10 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Khi bọn trộm phát hiện và bỏ chạy, nhóm các hiệp sĩ đã truy đuổi và bị chúng rút dao tự chế tấn công. Hai hiệp sĩ qua đời là anh Nguyễn Hoàng Nam, 29 tuổi và Nguyễn Văn Thôi, 42 tuổi. Nhận tin báo, công an quận 3 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.